Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Thượng Nguyễn, kênh An Giang Ngày Nay. Thì hôm nay cũng có cái dịp tới quận 8 Sài Gòn để giao lưu với chỗ anh Đạt đó quý cô chú. Thì đợt này anh Đạt sẽ giao lưu với quý cô chú những cái cây mai tàn cũng như là những cái phôi rất là độc lạ của vườn nhà anh sưu tầm được. Thì mình mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng giao lưu với chỗ anh Đạt quận 8 nha. Dạ anh chào anh Đạt ơi. Chào anh Thượng, anh Thượng ơi. Dạ hôm nay cũng nghe thông tin là anh thông báo giao lưu với quý cô chú những cái cây mà mai tàn cũng như là những cái cây phôi độc lạ sưu tầm được đó. Thì mời anh Đạt chào cô chú giới thiệu luôn anh Đạt ơi. Chào cô chú anh chị em gần xa từ cả nước. Nay em có một cây mai tàn và một số phôi mai. Dạ. Dáng cũng độc lạ, mong cô chú anh chị em gần xa ủng hộ em. Rồi, rất cảm ơn anh Đạt ha. Rồi bây giờ thì mời anh Đạt giới thiệu cái cây mai tàn đi ha. Đây là cây số 1 cây mai tàn nha cô chú. Cây số 1 cây mai tàn quý cô chú ơi. Đây là tàn điều nha cô chú anh chị. Đây. Bây giờ để em cháu tổng thể lần đi cho quý cô chú hình dung cái cây. Đây tổng thể đây. Rất tròn. Đây tàn rất là đều nha. Đó, quý cô chú xem là cái bộ tàn của em nó. Đó, tương đối ha. Đây, tổng thể đây. Rồi bây giờ em cháu sẽ chi tiết rồi mời anh Đạt giới thiệu cây cho quý cô chú nha. Cho mình đi trước bộ đế đi anh Đạt ơi. Đây cái bộ đế của cây. Bộ đế rất lực nha cô chú anh chị em. Đây. Đế đều hết bốn mặt á. Có mấy cái rễ trong chịu hết. Đây, hình như nó có hai lớp luôn, hai tầng đế nha cô chú. Hai lớp đế ha. Hai tầng đế. Đây mình chi tiết kỹ cho quý cô chú xem. À, đi một vòng đi. Đó, rất là lực quý cô chú. Đây là em bao sống khỏe nha cô chú anh chị em. Đó, thì ngay chỗ vườn mai anh Đạt ở quận 8 Sài Gòn đó quý cô chú. Em là bao sống cho quý cô chú nha, yên tâm mà giao lưu nha. Đây quý cô chú xem cái mặt bên này nè. Đây, cái cộng đế. Củ rất bự nha cô chú anh chị em. Củ bự. Củ rất là to ha. Nở. Nó nở giống như nở cái mông ha. Nở mông. Đó. Đây em cháu từ từ chi tiết cho quý cô chú chi cành nè. Tàn tròn kín mít hết nha cô chú anh chị em. Coi như là không có thiếu tài ha. Không có thiếu tài nào. Rất đầy đủ quý cô chú ơi. Do luôn. Đó. Cây này là Tết năm nay là có bông luôn nha cô chú chị em. Tết nay chơi được ha. Chơi được luôn. Bông từ 6 tới 10 cánh nha cô chú chị em. Rồi anh Đạt thông tin cái bông cho quý cô chú nha. 6, 8, 10 cánh. Bông từ 6, 8, 10 cánh nha quý cô chú. Đây quý cô chú xem cái lá của em đó nè. Đó. Mình chừa mấy lá thôi. Đó, lá rất là to ha. Mình xuống lá chừa một vài lá để cho quý cô chú xem nè. Đây tay cầm rất là lực luôn nha quý cô chú. Tay bự nha cô chú chị. Đây em cháu xôi lên trên cho quý cô chú xem. Dặn qua dặn lợi này thiên nhiên dặn qua dặn lợi kính mít luôn nha. Tay cầm tự nhiên hả nè. Tự nhiên hết. Tay cầm tự nhiên quý cô chú ơi. Không có bẻ sửa gì hết, chủ vườn chỉ có bấm vô cho đọt nó bung ra thôi nha. Đây, giót lên trên luôn nha quý cô chú. Rất là rậm rạp luôn á. Rồi bây giờ mình mời anh Đạt lấy cái thông tin của cây đi cho quý cô chú hình dung nè. Dạ, đo thông số nha cô chú. Đo thông số cây nè. Rồi cái vị trí ngay cái cổ đó nhiêu nè. Ngay cổ là 59 nha cô chú anh chị em. 59 quý cô chú ơi. Rồi anh đo thêm luôn nè. Quý cô chú hình dung nè. Lên trên chúng là 48 nha cô chú anh chị em. Rồi 48 xích lên trên ha. Thoát thân từ mặt bầu lên thoát thân cành thứ nhất là 60 nha cô chú anh chị em. 60 thoát thân 60 nha quý cô chú. Rồi đo chi cành đại diện luôn anh ơi. Chi cành 19 nha cô chú anh chị em. 19 ăn lên nha. 19 ha. Dạ, 19 sắp lên á. Mấy này bự hơn nha cô chú anh chị em. Rất là to luôn. Ê, đồ, cái... anh hào hào cái đúng rồi cái mấy cái hoành cho quý cô chú hình dung nè. Cái mâm. Nó là 1,5 m nha. Khoảng đây nha. Hao hao được rồi. Cái này chắc khoảng là 2 mét á. Khoảng cỡ 2 thước thôi quý cô chú ơi. 2 mét nha cô chú anh chị. Ừ. Cái này bề ngang chắc
bề ngang chắc 3,5 m nha cô chú anh chị em. Tàn khoảng khoảng 3,5 m ha. 3,5 m cao chắc khoảng 4 m á, 4 mấy á. Tổng thể cho quý cô chú xem nè. Đó, một cái cây mai tàn ha. Bông thì bao đẹp nha quý cô chú. Bao đẹp, bao sống. Quý cô chú cứ yên tâm mà giao luôn nha. Chi cành rất là đều đầy đủ. Anh đặt vô ướm thử cái mấy cái cọng rễ á cho quý cô chú xem cái độ lớn của nó. Lực lúc này cô chú anh chị em. Độ hao hao cho quý cô chú hình dung nè. 20 nha cô chú anh chị em. Là vị trí là 20 ha. 20, nếu mà nó qua hết thì chắc 24 25 á. Ở bên này luôn nè. Rất là to luôn. Bự. Mày khoảng nhiêu? 20 luôn. 20 có khúc nha cô chú anh chị em, 19 20. Đó, 20 ha. Máy này nó xuống nó bẻ lực lắm nha cô chú anh chị em. Rất là to luôn. Bây giờ mình về chi tiết là cái bộ đế cho quý cô chú xem nè. Nó hai tầng đế hết á. Hai lớp. Này hai tầng đế, này dê là hàng này nuôi là tương lai nha cô chú anh chị em. Đây mình chi tiết lại của bộ đế cho quý cô chú hình dung nha. Ở đây là thân nó dặn chuẩn bị bể sụn rồi cô chú anh chị em. Đúng rồi. Đây chuẩn bị bể. Đây mình ghi cái đặc điểm sù của em nó cho quý cô chú xem. Nó dặn, nó dặn bể hết nha cô chú. Dặn thân lên ha. Nè nứt tét hết rồi. Đây. Thần nó giống như nó xoắn ha. Thần xoắn. Rất lực cây. Thì quý cô chú xem chi cành. Rất là lực luôn. Trông khéo đều hết nha cô chú anh chị em. Đây đó thì hàng này nuôi là tương lai luôn. Em cháu cố gắng ghi hình cho kỹ rõ quý cô chú xem và cảm nhận nha. Đó, để dễ giao lưu. Đây rất là lực. Bao bông đẹp nha quý cô chú, bông từ 6 tới 10 cánh. 6 tới 10 cánh. Đây. Quý cô chú xem là cái bộ đế nè. Như là cái chỗ mà cái nó chớm sù lên nó dặn cái thân nè. Vị trí cái nách nè. Đây tổng thể lại cái bộ đế nè cho quý cô chú hình dung nè. Đấy, rất lực nha quý cô chú. Đây tổng thể lại đây quý cô chú ơi. Đây là hàng nuôi tương lai của chú anh chị em xem kỹ kỹ giùm em nha. Này mà mình về mình nuôi khéo khéo là giá trị tăng lên rất là nhiều nha quý cô chú. Đây cái bộ tàng đây. Tổng thể. Rất là khéo cây luôn. Em nó một thân một cốt rất là lực luôn á quý cô chú. Tàng kính đều vậy cũng khó kiếm nha cô chú anh chị em. Số là nó bị không lép này cũng bị lép bên kia thứ. Này tương đối là nó hoàn chỉnh đó, đều á. Này về khỏi gần chỉnh sửa gì. Rồi bây giờ mời anh Đạt thông báo giao lưu với quý cô chú đi. Cây này em xin giao lưu với lại cô chú và chị em là giá 35 triệu nha cô chú chị. 35 triệu ha. Rồi hình thức ship sao? Em bao ship và thí dụ như miền ngoài thì có cái mây tàn này có thể phụ em được thêm chút đỉnh nào thì phụ. Rồi có thể là thương lượng thêm ha. Rồi, tại cái tàn này bự quá. Nếu miền ngoài thì miền Tây ở đây thì em bao ship luôn. Rồi coi như là khu vực miền Tây đi ha. Dạ, dạ. Là ship cho quý cô chú. Còn nếu mà chú bác nào mà ở xa quá thì có thể thương lượng thêm với chỗ anh Đạt nha quý cô chú. Đó, thì anh Đạt thông báo cái số luôn anh Đạt ơi. Số điện thoại em là 0974131278. Rồi. Là số Zalo của em luôn. Rồi địa chỉ giao lưu luôn anh ơi. Địa chỉ vườn là ở 42 An Dương, phường 16, quận 8 nha cô chú anh chị. Rồi đó, nếu quý cô chú nào mà ở gần cái khu vực anh Đạt đó có thể tới để mà trực tiếp nhìn em nó luôn nha quý cô chú. Đó, để mình dễ giao lưu luôn. Cây rất đẹp nha cô chú anh chị. Đó, cây được tuyển rất là kỹ. Bộ đế thì rất là lực nè. Đó, một thân một cốt em nó. Bộ đặc biệt là cái bông thì từ 6 tới 8 10 cánh. Và tàn thì rất đều đây. Đó thì mong quý cô chú trong quá trình xem đó thì nếu mà thích em nó thì cứ alo liên lạc với anh Đạt. Đó, mình để cái số anh Đạt ở góc trái của màn hình. Quý cô chú cứ thông thả xem.
đó, có cái nhãn ý ưng em nó, hợp nhãn thì cứ alo anh Đạt ha. Rồi, rất cảm ơn quý cô chú đã ủng hộ, thì mời quý cô chú xem những cái cây tiếp theo nha. Rồi, mời anh Đạt giới thiệu cây tiếp theo cho quý cô chú nha anh Đạt ơi. Đây là một cây phôi số 2 nha cô chú anh chị em. Ồ, cây số 2 quý cô chú ơi. Đáng rất quá nha cô chú anh chị em. Ê, mời anh Đạt giới thiệu cây đi. Mình thấy cây này rất là độc lạ nha quý cô chú. Rất là khủng luôn á. Đây, bộ đế đây quý cô chú ơi. Chơi vô dĩa oval hột sòi đẹp lắm nha cô chú anh chị em. Bộ đế rất là lực luôn ha. Rồi, anh vừa quay vừa giới thiệu cho quý cô chú luôn Đạt ơi. Này bông biết đồ sao giới thiệu luôn Đạt. Bông là bông bông đẹp nha cô chú anh chị em, 8-10 cánh nha cô chú anh chị em. Đó, bông bao đẹp cho quý cô chú luôn. Bông khít nha. Bông khít đẹp ha. Đó, có cái thông tin gì thì anh cứ thông tin cho quý cô chú bằng dễ giao lưu nha. Cái nào mình biết bông rồi mình nói rồi. Đúng rồi. Em không nói nha cô chú anh chị. Này bộ đế đây quý cô chú ơi. Không có hở mặt nào luôn nha quý cô chú. Không hở đều hết bốn mặt nha cô chú anh chị em. Đây, thân của em nó đây. Anh quay nhẹ nhẹ vậy đi. Đó, cho quý cô chú chiêm ngưỡng hết cái dáng của em đó nè. Hình như mình thấy bên trên là nó có 5 cái cốt lên ha Đạt. Nó giống như bàn tay người luôn nha cô chú anh chị em. Giống như cái bàn tay ha. Ồ. Đây từ từ anh ngưng nó đi để từ từ mình chi tiết cho quý cô chú nè. Đó. Nó giống như là 5 cái cốt lên ha. Giống như cái bàn tay mình đúng như cái bàn tay ha. Rất là đặc biệt luôn quý cô chú ơi. Đây đặc biệt là cái bộ đế của nó nè, đều thả đều hết nha cô chú anh chị. Nó rất là lực luôn, mà nó em nói là hình oval nha. Đó, về mà mình chơi lên một cái chậu dĩa ha. Chậu dĩa oval. Rất là tuyệt luôn. Đây mình soi vô cái thân em nói cho quý cô chú xem nè, rất là lực luôn. Đó, nhìn nó. Mấy nách này kéo hết nha cô chú anh chị. Bung bể xù hết rồi. Em cháu cố gắng ghi hình cho kỹ rõ quý cô chú xem dễ giao lưu nha. Đó, rất là tuyệt cái cây này luôn quý cô chú ơi. Cây này nuôi là nó lên nu luôn nha quý chú. Đây nó có cái cục nu nè ha. Đó. Thân đây ha. Đây bên này nữa nè quý cô chú ơi. Đó, nó bể nu vậy hết. Rất là tuyệt luôn. Cây này là nuôi là tương lai nu nha cô chú anh chị em. Đây cục cục sẵn. Đây là có những cái dấu nu với sù nè ha. Này nó chuẩn bị bể nu ra. Nu cục 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 bể. Rất là tuyệt cái bộ đế luôn, đặc biệt là cái bộ đế không không có thiếu mặt nào luôn. Rồi anh quay qua một cái vị trí đó đi. Quay qua chút xíu nữa. Rồi đó, anh lấy thông tin ra cho quý cô chú đi. Đây mình ở trên mình ghi xuống cho quý cô chú xem nha. Rất là 54 nha cô chú anh chị em. Rồi 54 vị trí đó ha. 54. Rồi đo thêm luôn anh ạ. 27 nha cô chú anh chị em. 27, vị trí 27 quý cô chú ơi. Chiều cao nó 112 nha cô chú anh chị em. Chiều cao hao hao là 112 ha. Rồi thêm luôn anh ạ. Bộ đế này chắc 2m7, 2m8 nha cô chú anh chị em. Khoảng đó ha. Khoảng 2m7 đi. Nó hao hao vậy đi. 7, chiều dài cái hình oval nó là 95 nha cô chú anh chị em. Chiều dài 95 ha. Chiều ngang. Chiều ngang nó 67 nha cô chú anh chị. Chiều ngang 67 quý cô chú ơi, rất là bò to luôn á. Đây quý cô chú xem lại mà em cháu ghi từ trên xuống dưới nè. Đó cho quý cô chú hình dung rõ cái bộ đế nó nè, tổng thể ha. Cây vô chậu oval là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Rất là to cây luôn quý cô chú ơi. Đây tổng thể nè. Đó, dáng em nó rất là quái luôn. Đó, anh quay nhẹ nhẹ lại. Nó giống như hình con thú luôn nha cô chú anh chị em. Đúng rồi. Đó, hình như giống như một cái con thú nó ngồi nó ngóc cái đầu lên ha. Dặn. Chân chẳng trước có đầy đủ hết nha cô chú anh chị em. Đều hết á mấy cọng rễ dưới. Anh ướm thử một vài cái cọng đế cho quý cô chú hình dung coi. Mình thấy cái cọng đế này rất là lực. Đế lực. Anh ướm thử coi. 10 nha cô chú anh chị em. 10 ha. Cỡ đó đó quý cô chú ơi. Nó còn cái lớp đế nó nằm ở dưới nữa nè nha. Còn từng nữa chứ anh chị em. Nó mới cộng dưới thả sâu dưới nè. Rất là lực luôn. Đây tổng thể cho quý cô chú xem nha. Dáng rất đẹp và độc lạ nha.
Rồi anh để đó anh thông tin cái giao lưu chủ ý cô chú luôn anh đại. Số 2 này em xin giao lưu giá 25 triệu nha cô chú chị em. 25 triệu ha. Bao ship toàn quốc nha cô chú chị. Rồi ship toàn quốc cho quý cô chú luôn. Ừ. Thì thưa quý cô chú, anh Đạt quận 8 Sài Gòn thì cũng thường là giao lưu với quý cô chú những cái phôi cây độc lạ và những cái cây mai tàn đẹp đó, thì mong quý cô chú xem, nếu mà thấy thích cái cây nào thì cứ alo liên lạc với anh Đạt nha. Phôi em ở nguồn gốc của Vĩnh Long hết cô chú anh chị em. Cây Vĩnh Long ha. Cây sống khỏe nha quý cô chú. Đây là bao sống khỏe đó, anh Đạt bao sống cho quý cô chú cho nên là yên tâm mà giao lưu nha. Rồi mời anh Đạt giới thiệu cây tiếp theo anh Đạt ơi. Đây phôi số 3 nha cô chú anh chị. Cây số 3 quý cô chú ơi. Rồi anh Đạt giới thiệu luôn anh Đạt ơi. Đây cây có cái thân lắc rất riêng cây nha cô chú anh chị. Đây em cháu lấy tổng thể cho quý cô chú xem nè. Dáng của em nó rất là độc lạ nha quý cô chú. Đó nó lên trên nó lắc ha. Lắc nhẹ. Đó, giống như hình một cái con rồng bay lên quý cô chú ơi. Đây mình sẽ chi tiết từ trên xuống dưới quý cô chú xem nha. Đó chi cành bên trên. Đó, chừa đầy đủ nha. Chừa đầy đủ rồi cô chú chị em mà muốn về sửa sao theo ý sửa nha cô chú chị. Tùy theo. Đây cái dáng của em nó từ trên xuống dưới. Đó, quý cô chú xem nha. Rồi bây giờ em cháu sẽ vô cái bộ đế cho quý cô chú hình dung nè. Đó, anh Đạt vừa quay vừa giới thiệu cho quý cô chú luôn nha. Đế lực này cô chú chị em. Này dáng này chơi bonsai này đẹp. Đó, cái bộ đế này cũng rất là lực ha. Đây thân em nó bên trên đây. Cây này cũng già cây lắm nha quý cô chú. Cây lắm nha cô chú chị. Đây mình tổng thể lên lần nữa cho quý cô chú xem nè. Đó, anh quay nhẹ nhẹ đi nè. Đó dáng tổng thể nha quý cô chú. Giống như một cái con rồng nó dáng nó bay lên ha. Mấy cò lắc là đẹp. Lắc. Rồi bây giờ anh Đạt để cái vị trí đẹp đẹp đi rồi lấy thông tin cho quý cô chú nè. Đúng rồi. Đó, quay cái bộ đế ra nè. Đó, lấy thông số cho quý cô chú hình dung nha. Rồi cái vị trí này nha. 43 nha cô chú anh chị em. Vị trí này 43 quý cô chú ơi. Rồi đo thêm luôn Đạt ơi. Chiều cao hao hao đi. Chiều cao mét, chắc mét 7 nha cô chú anh chị em. Hao hao khoảng 1m7 ha. Rồi anh đo thêm cái bầu của nó đi. Những cái vị trí cơ bản để quý cô chú hình dung nha. Mét rưỡi đi nha cô chú anh chị. Rồi khoảng 1m rưỡi đó, hết thước luôn quý cô chú ơi. Đường kính bầu luôn anh. 57 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu 57 quý cô chú. Thì quý cô chú xem lại cái dáng của em đó nha. Đó dáng của em đó đây. Đó, anh hao hao giùm mấy cái một hai cái chi ở trên này nè cho quý cô chú hình dung. Đó 6 nha cô chú anh chị. 6 ha. 6 phần. Rồi bên trên 8 đó, cũng cỡ đó nha quý cô chú. Rất là lực luôn á. Đây quý cô chú xem những cái nách nó nở nách hết trơn rồi nè. Nó bung hết rồi nè. Già cây lắm rồi. Rồi tổng thể là quý cô chú lần nữa để hình dung cây. Rồi anh Đạt quay qua thông tin cái giá giao lưu luôn anh Đạt ơi. Cho quý cô chú số luôn. Số 3 này em giao lưu là giá 7 triệu nha cô chú anh chị. Cây số 3 7 triệu ha. Rồi ship sao luôn anh Đạt ơi. Bao ship toàn quốc luôn nha cô chú. Rồi ship toàn quốc cho quý cô chú luôn. Đó thì trong quá trình mà quý cô chú xem thì thấy mà hợp nhãn cái cây nào thì cứ alo cho anh Đạt nha. Đó em cháu để cái số anh Đạt ở góc trái của màn hình. Rồi quý cô chú cứ thông thả xem. Đó ưng cây nào thì cứ alo cho anh Đạt nha. Rồi mời anh Đạt giới thiệu cây tiếp theo cho quý cô chú anh Đạt ơi. Đây là một cây mai tứ quý nha cô chú chị em. Ồ một cái cây mai tứ quý quý cô chú ơi. Đây tứ quý này nằm trong lưu nha cô chú chị em. Rồi anh có đặc điểm gì anh cứ thông tin cho quý cô chú nha. Để sổ xuống đều luôn. Đây nằm trong lưu bộ đế nơm rất là tuyệt quý cô chú ơi. Đó bây giờ em cháu sẽ chi tiết cái bộ đế trước đi cho quý cô chú hình dung nè. Đó rất là quái bộ đế luôn nó nơm lên đều ha. Bốn mặt luôn nha quý cô chú. Đều bốn mặt nha cô chú chị em. Nó có mấy cây con
Con đây luôn nha cô chú anh chị. Rất là tuyệt luôn quý cô chú ơi. Đây quý cô chú xem cái tổng thể chi cành của em đó bên trên nè. Đó, chừa đầy đủ nha quý cô chú. Vót ngọn luôn nha cô chú anh chị. Đó, vót lên trên luôn nè. Đây quý cô chú xem. Về là chỉ ghép vô rồi chơi nha cô chú anh chị. Tay cành đều hết. Tay cành đều quý cô chú ơi. Đó, từ trên xuống dưới em cháu cố gắng ghi cho rõ quý cô chú thông thả xem. Dễ giao lưu nha. Rồi anh Đạt lấy cái vị trí đẹp đẹp, lấy thông tin cho quý cô chú đi. Đó, em nó có bộ đế nơm rất là tuyệt luôn. Rồi vị trí này nhiều báo luôn anh Đạt. 41 nha cô chú anh chị em. 41 quý cô chú ơi. Rồi đo thêm cái chiều cao của em nó đi. Nó hao đi. Chiều cao là 137 nha cô chú anh chị em. 137 ha. Rồi. Bộ đế luôn. Bộ đế nó khoảng 1m7 nha cô chú anh chị em. Khoảng 1m7 ha. Không. 1m7. Đấy, chân nơm nó lên là 29 nha cô chú anh chị em. Rồi, nơm 29 đó quý cô chú ơi. 29. Hao hao mấy cộng đế cho quý cô chú đại diện luôn. Quý cô chú hình dung nè. Đại diện. 13 nha cô chú anh chị em. 13 quý cô chú ơi. Cỡ khoảng 10 11 12 13 quý cô chú ơi. 12 13 cỡ đó. Rất là đẹp cây luôn nha. Đây tổng thể rồi quý cô chú ơi. Đi chặn điều nha cô chú. Anh đo giùm cái độ giót ở trên cho quý cô chú hình dung anh đặt. Giót đọt 13 nha cô chú. Đó, giót lên 13 nha quý cô chú. Đây quý cô chú xem lại. Dán tổng thể của em nó. Một cái bộ đế nơm rất là xuất sắc luôn. Đây nằm lu tới đây đều bốn mặt luôn ha. Đây mình soi vô trong là cho quý cô chú xem cái bộ đế bên trong nó còn nữa nha quý cô chú. Còn kính mít hết đó, cô chú anh chị. Đó, anh quay nhẹ nhẹ đi cho quý cô chú hình dung tổng thể nè. Đó, bộ đế bên trong nữa còn rất là rậm rạp bên trong nha quý cô chú. Rồi anh Đạt giao lưu cái cây này cho quý cô chú luôn Đạt ơi. Cây số 4 này là cây tứ quý em giao lưu giá 5 triệu nha cô chú. Giá 5 triệu quý cô chú ơi. Ship toàn quốc luôn ha anh Đạt. Ship toàn quốc luôn nha cô chú. Ship toàn quốc cho quý cô chú luôn. Đó thì quý cô chú cứ thông thả xem. Đó nếu mà thích em nói thì cứ alo cho anh Đạt nha. Đế này còn gan nữa nha cô chú chị em. Đế nó còn ở dưới nữa ha. Cái bầu rất là to nha quý cô chú. Bầu to nha cô chú. Đó vô cái bầu như thế này thì cây nó không có mất sức. Rất là to cái bầu luôn. Đây quý cô chú xem lại tổng thể em đó nha. Đó thì thích em nó thì quý cô chú cứ alo để mà trao đổi với anh Đạt. Đó, để anh Đạt ship cây cho quý cô chú nha. Rồi mời anh Đạt giới thiệu cây tiếp theo Đạt ơi. Đây là phôi số 5 nha cô chú chị. Đây phôi số 5 quý cô chú ơi. Đây anh quay nhẹ vòng đi anh Đạt. Em nó dán trực ha. Đó trực thẳng lên quý cô chú ơi. Đây bộ đế quý cô chú ơi, anh quay nhẹ nhẹ vòng đi, quý cô chú hình dung bộ đế nè. Đó, bộ đế cũng tương đối ha, tương đối đều đó quý cô chú. Đây, thân của em nó lên bên trên đây. Đây chi cành cũng có đầy đủ bên trên nha quý cô chú. Đó, chừa quý cô chú về có thể là chơi theo ý thích ha. Cây này bao sống khỏe nè cô chú chị em. Thì sống khỏe ha. Này nó anh bao sống là 8 tới 10 cánh nha. Bông là bao bông đẹp luôn ha đã ha. Bông đẹp. Bông 8 tới 10 cánh nha quý cô chú. Kéo nhựa hết nha cô chú chị. Đó, những cái vị trí này là mình được xử lý hết rồi ha. Xử lý. Quý cô chú cứ yên tâm nha. Đó. Cây này về là vô chậu là sống ấy luôn á. Coi như là có nụ bông. À có nụ bông luôn ha. Đây, cây rất khỏe nha quý cô chú yên tâm vô luôn nha. Rồi anh lấy thông tin đi Đạt ơi. Cây anh Đạt giao lưu là nguồn gốc Vĩnh Long nha quý cô chú. Cây bao sống khỏe cho quý cô chú giao lưu. 46 nha cô chú anh chị em. 46 ha. Rồi 46 vị trí đó quý cô chú ơi. Cho thêm luôn anh Đạt ơi. Rồi cái nồi đế 119 nha cô chú anh chị. 119 ha. Hao hao chiều cao luôn anh Đặng. Cao 118 nha cô chú anh chị em. Chiều cao 118 rồi. Hao hao chiều ngang luôn anh, chiều ngang cái đế, cái mặt bầu. Cho quý cô chú hình dung nè.
Khoảng 52 nha cô chú anh chị em. Rồi, khoảng 52 đó. Anh quay lại vòng đi. Cô chú hình dung nè. Đó. Dáng em nó rất là lực. Mình có thể dài là mình tiện hoặc là cắt bớt gì đó theo cái ý thích của mình ha. Vậy, muốn chơi sao tùy theo. Đó. Đó. Hoặc là mình cắt lùng lực là cũng được. Ai muốn coi cây tận vườn cứ qua 42 An Dương, phường 16, quận 8 nha cô chú chị em. Rồi, trực tiếp coi luôn ha, giao lưu luôn với cô chú ơi. Số điện thoại em là 0974131278 luôn nha cô chú chị. Đó, cũng là số Zalo luôn. Cũng là số Zalo luôn. Em cháu để số của anh Đạt ở góc trái, quý cô chú cứ liên lạc nha. Cái này giao lưu luôn anh Đạt ơi. Số 5 này em giao lưu giá 2,5 triệu nha cô chú chị. 2,5 triệu quý cô chú ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Ship toàn quốc luôn. Đó, quý cô chú có nhu cầu thì cứ liên lạc với anh Đạt nha. Rất là tuyệt luôn. Rồi, mời anh Đạt giới thiệu cây tiếp theo anh Đạt ơi. Đây là phôi số 6 nha cô chú anh chị em. Rồi, một cây phôi số 6 với cô chú ơi. Mai vàng ha. Đó, có thông tin gì anh Đạt cứ thông tin cho quý cô chú nha. Đây cái bộ đế đây quý cô chú ơi. Anh quay nhẹ nhẹ đi anh Đạt. Đó. Đây bộ đế tổng thể của em nó cho quý cô chú hình dung nha. Kéo nhựa sống khỏe hết nha cô chú anh chị em. Đó. Đế đều luôn. Đây bộ đế quý cô chú ơi. Nó tương đối ha, nó nơm lên ha. Dạ nơm. Đây quý cô chú xem cái thân của nó nè, nó dặn lên nè. Đó. Lắc nhẹ lên nè, lên trên nó có cái những cái nách xù. Rất là đẹp luôn quý cô chú ơi. Để bể xù chớm xù hết cho chú anh chị. Bên trên thì tay cành đầy đủ nè, quý cô chú về chơi. Đó, chưa bể cũ bể xù hết nha cô chú anh chị. Rồi anh lấy thông tin của cây luôn cho quý cô chú hình dung luôn nha. Ba mươi nha cô chú anh chị em. Rồi vị trí này 30 quý cô chú ơi. Bầu 1,5 m nha cô chú anh chị em. Rồi 1,5 m. Bầu 1,5 m. Chiều cao hao hao luôn đã. Chiều cao 107 nha cô chú anh chị em. Chiều cao khoảng 107 ha. Đường kính bầu luôn. Đường kính bầu 54 nha cô chú. 54 đó, những cái vị trí cơ bản để quý cô chú hình dung nha. Đây quý cô chú xem lại cái bộ đế của em nó đây. Tương đối là đều hết. Mà em nó rất là lực đúng với cô chú. Những cái cọng to không đó. Rễ rất lực nha cô chú anh chị em. Ướm thử đại diện lên anh Đạt ơi cho quý cô chú hình dung nè. Đó. Nhiêu anh? 10. 10 ha. Tương đối đối với cô chú. Khoảng đó đó. 8 nha cô chú anh chị em. 8 10 ha. Đây tổng thể đó quý cô chú ơi. Rồi anh quay nhẹ vòng đi. Rồi báo giá giao lưu luôn Đạt ơi. Số 6 năm giao lưu giá 2 triệu cho cô chú anh. Rồi số 6 giá 2 triệu quý cô chú ơi. Cũng ship toàn quốc luôn ha Đạt ha. Thì trong quá trình xem quý cô chú cứ thông thả. Đó, thích cái cây nào thì cứ alo liên lạc cho anh Đạt. Đó anh Đạt sẽ ship cây tận nhà cho quý cô chú nha. Rất là đẹp cây luôn quý cô chú ơi. Rồi mời anh Đạt giới thiệu cây tiếp theo nha anh Đạt ơi. Đây phôi số 7 luôn nha cô chú anh chị. Đây phôi số 7 quý cô chú ơi. Đây quý cô chú xem bộ đế ra. Đây. Đế. Đó. À, đều hai bên nha cô chú anh chị. Rất là quái luôn quý cô chú ơi. Rồi anh quay nhẹ đi Đạt. Thì bỏ vô dĩa hồ xoài cũng được. Tổng thể đây quý cô chú ơi. Thân cũng dặn lắc luôn nha cô chú anh chị. Thân cũng hơi lắc ha. Bộ đế rất là quái luôn. Này về để vô cái chậu dĩa ha. Chậu dĩa cũng đẹp nha cô chú. Đó, bonsai. Đây. Bonsai mấy này chơi bonsai đẹp nha cô chú anh chị. Tổng thể quý cô chú ơi. Mấy bộ đế này là đế thiên nhiên nên cái bộ đế nó mỗi cây nó mỗi kiểu nha cô chú anh chị em. Coi như tự nhiên ha. Tự nhiên chứ không phải là giống như giọng mai mà ở Long An thì vườn của người ta trồng người ta tạo rễ. Sắp đặt ha. Còn này là tự nhiên nha quý cô chú. Là thiên nhiên nha cô chú anh chị em. Đây quý cô chú xem tại cành bên trên cũng tương đối nè. Chưa đầy đủ ha. Đây bên dưới bộ đế rất là quái tự nhiên luôn. Rồi lấy thông tin luôn Đạt ơi. Giống như mình nhìn hình dung như là một cái con cua nó đưa những cái càng ra vậy đó. Giống như con cua. 25 nha cô chú anh chị em. Đây từ từ. Đây. Rồi vị trí này 25. Rồi đo thêm luôn. Trăm mười nha cô chú anh chị em. 110 ha. Tổng nồi đế 110. Đường kính bầu luôn. Chiều dài của bầu đó là 60 nha cô chú anh chị em. Chiều dài 60, chiều ngang nhiêu? Nó giống như cái dĩa hột xài vậy đó quý cô chú. Chị nghe có 35 nha cô chú anh chị. 35 ha. Chiều cao 101 nha cô chú anh chị. Rồi, 101. Chiều cao 101. Đó, quý cô chú hình dung rồi, tổng thể giá em nó nha. Đây cái bộ đế rồi quý cô chú ơi.
Đó, hình nó tựa tựa như giống như một cái con cua biển vậy đó. Rồi báo giá giao lưu cây số 7 này giá 1,4 triệu nha cô chú anh chị em. Giá 1,4 triệu ha, ship toàn quốc luôn nha, đã toàn quốc luôn nha cô chú. Đó thì rất là mong quý cô chú xem, trong quá trình xem thì thích cây nào thì cứ alo cho anh Đạt nha. Rồi mời anh Đạt giới thiệu cây tiếp theo anh Đạt ơi. Đây phôi số 8 nha cô chú anh chị em. Đây phôi số 8 quý cô chú ơi. Rồi nhìn khá đẹp nha cô chú anh chị em. Đây bây giờ em cháu ghi bộ đế trước cho quý cô chú nè. Đế thân lắp lên nè. Anh Đạt vừa quay vừa giới thiệu cho quý cô chú nha. Chứ mấy phôi đẹp đẹp về giao lưu cô chú anh chị em. Đợt này là anh Đạt tuyển những cái phôi dáng cũng rất là khéo ha. Đó. Cho quý cô chú xem và cảm nhận nha. Đế rất đẹp nha cô chú anh chị em, đều lắm. Đó, đế em nó đều mà nó gọn ha. Thân giọng lắc này giá nó cũng vừa chơi nha cô chú chị em. Đây em nó đây tổng thể đây quý cô chú ơi. Đó lắc nhẹ lên ha. Đó. Lắc nhẹ lên nha. Em nó được cái bộ đế rất là đẹp quý cô chú ơi. Đây là nguồn gốc Vĩnh Long hết nha cô chú chị em. Rồi xin nhắc lại quý cô chú là anh Đạt ở quận 8 ở Sài Gòn giao lưu những cái cây nguồn gốc Vĩnh Long ha. Bao sống cho quý cô chú yên tâm nha. 27 nha cô chú chị em. Rồi vị trí này 27 quý cô chú ơi. 27 nha. Đó quý cô chú cứ yên tâm mà giao lưu nha. Đây em là chuyên sưu tầm cây Vĩnh Long 125 rồi đấy. Rồi 125 nguồn gốc Vĩnh Long. Đó quý cô chú cứ yên tâm mà giao lưu. Đừng tính bầu luôn Đạt ơi. 51 nha cô chú anh chị em. 51 ha. Chiều cao luôn, hao hao luôn Đạt ơi. Chiều cao 104 nha cô chú anh chị em. 104. Đó, quý cô chú hình dung loại dáng của em đó nha. Cái giọng nó lắc đây rất đẹp nha cô chú anh chị em. Rất là khéo cây. Đây một cục một bể luôn nha cô chú anh chị em. Rất đẹp nha. Bộ đế là không có chê được nha quý cô chú. Đây cỡ này bộ đế vậy là khá đẹp nha cô chú anh chị em. Rồi thông báo luôn giá luôn rồi giao lưu luôn Đạt. Cây số 8 này em giao lưu giá 1,9 triệu nha cô chú anh chị em. 1,9 triệu ha. Dạ. Rồi ship toàn quốc luôn Đạt ơi. Toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Đó, thưa quý cô chú thì trong quá trình xem quý cô chú thích thì cứ alo nha quý cô chú ơi. À, vừa qua anh em mình cũng đã giới thiệu cho quý cô chú những cái cây mai tàn và phôi đó, anh Đạt chào quý cô chú luôn Đạt ơi. Chào cô chú anh chị em gần xa trên cả nước, cô chú anh chị em gần xa ủng hộ em. Rồi. Đó thì mong quý cô chú xem video thì thích cái cây nào thì cứ alo liên Đạt với anh Đạt nha quý cô chú. Và đừng quên nhấn nút đăng ký và hình chuông bên góc phải để luôn nhận được những cái video mới nhất của mình và chia sẻ những cái gốc mai, gốc bonsai đẹp để giao lưu cùng quý cô chú nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú ở những cái video clip sau.